Sáng nay, Văn phòng Ủy ban dân thành phố phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức đối thoại trực tuyến với các tổ chức doanh nghiệp và người dân trên cổng thông tin điện tử thành phố về chủ đề Trung tay xây dựng thành phố Hải Phòng văn minh hiện đại". Đây là phiên đối thoại đầu tiên do Văn phòng Ủy ban dân thành phố tổ chức. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân thành phố Nguyễn Xuân Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến tháng 10 năm 2017, tại Hải Phòng có hơn 12.000 người nhiễm HIV, trong đó có hơn 4.000 người tử vong và 7.000 người còn sống. Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIVS mùng 1 tháng 12, sáng nay Sở Y tế phối hợp với trường Trung học cơ sở Tô Hiệu tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2017 và ngày thế giới phòng chống HIVS năm 2017. Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Lê Khắc Nam tới dự về 2 m nhưng hiện do bị sa bồi nông hóa đến 70 cm nên độ sâu luồng hiện chỉ còn âm 6,5 m khiến dịch vụ xếp dỡ của các doanh nghiệp cảng cũng như hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các chủ tàu tại các cảng khu vực Hải Phòng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên nhân do đâu mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Tân quận Ngô Quyền về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các tổ chức cá nhân sử dụng 22 kiosk mặt đường Lạch Chay, phường Đồng Quốc Bình. Ngay trong chiều nay, phần lớn các hộ đã đến Ủy ban nhân dân phường Đồng Quốc Bình để thực hiện các thủ tục nhận tiền bồi thường hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng. Bưu chính viễn thông trên cả nước, Liên Việt Postbank thành lập các điểm giao dịch tại các bưu cục, qua đó tạo điều kiện cho cả khách hàng của hai đơn vị tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng bưu điện, đưa dịch vụ tài chính đến với khu vực nông nghiệp, nông thôn. Theo năm của người công giáo, tại Thụy Sĩ vừa diễn ra cuộc thi thường niên ông già Noel giỏi nhất thế giới.